Tin giáo xứ Bình Hòa. Trại hè 2018 với chủ đề Nối kết tại giáo xứ Bình Hòa. Với mục đích tạo không khí giao lưu, trao đổi, học hỏi về lời Chúa, cũng như củng cố phong trào thiếu nhi thánh thể và giúp các em biết yêu thương, đoàn kết với nhau, cũng như đốt lên trong lòng các em lòng yêu mến phong trào thiếu nhi thánh thể, Ban Thiếu nhi Giáo xứ Bình Hòa đã tổ chức một cuộc trại hè với chủ đề Nối kết trong 2 ngày 12 và 13 tháng 7 tại khuôn viên nhà thờ Giáo xứ Bình Hòa, nhằm giúp các em có thời gian vui chơi, giải trí trong mùa hè để có tinh thần hăng hái, chuẩn bị bước vào năm học giáo lý mới. Vào lúc 8 giờ 15, các em tập trung theo hình chữ U trước sân nhà thờ để tập nhảy bài hát chủ đề và chào cờ. Hiện diện với các em còn có cha sở Phaolô, quý thầy dòng thánh tâm Chúa Giêsu, quý sơ. Đồng hành với các em còn có các anh chị huynh dự trưởng và một số hỗ trợ từ giới hiền mẫu cũng như các họ đoàn trong giáo xứ. Sau phần chia sẻ tâm tình và tuyên bố khai mạc của cha sở Phaolô, các em tập trung lại thành đội, chơi trò chơi nhập trại nghi thức thanh tẩy và nhận mọt tìm bảng tên chi tộc cùng lều của đội mình. Các em được chia thành các đội với các khẩu hiệu khác nhau như Simeon nhiệt huyết, Issachar nhiệt thành, Zebulun yêu Chúa, Naphtali đoàn kết, Benjamin quyết chiến, Ephraim trung thành, Manasseh quyết tâm. Qua hội trại lần này, các em thiếu nhi đã có cơ hội trải nghiệm về mọt, tìm mật thư, tìm hiểu về phong trào thiếu nhi thánh thể, sinh hoạt lửa trại, hành quân, thử thách và các trò chơi vận động. Đặc biệt, các em được trải nghiệm về tính đồng đội, tinh thần đoàn kết, chia sẻ và yêu thương như chủ đề của hội trại năm nay là Nối kết. Vào lúc 16 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2018, các em tập trung tại sân nhà thờ để chào đón cha sở Phaolô. Cha sở Phaolô cũng có đôi lời tâm tình với các em và trao cho các em những phần quà vì những cố gắng mà các đội đã đạt được trong 2 ngày vừa qua. Sau 2 ngày hội trại, thể hiện trên gương mặt các em không phải những sự mệt mỏi mà là nụ cười trong niềm vui vì các em đã có những bài học và trải nghiệm thú vị.